Giữa lúc dịch bệnh ai cũng buồn, ai cũng khổ. Chính phủ đề ra dùng hàng không để đi giải cứu công dân. Trăm ngàn nỗi đau mà làm sao nỡ ăn trên xương máu người dân. Muốn bay đi phải có giải ngân, những quan tham cô moi thêm từng đồng tiền xương máu đồng bào. Cả nước mệt nhoài đang gồng mình lên chống dịch, nhưng họ lại vui, họ lại ăn rồi đem chia chác cho nhau. Để lại nỗi đau còn quằn sâu, tiếng tham quan sẽ mãi về sau. Chúng chia nhau tới cả triệu đô, muốn bay đi phải chung chi đã trở thành cái thói lâu nay. Tiền đã khiến lòng con người ta hành ác quỷ chuyên đi hai người. Tiền đã khiến lương tâm đổi thay như quỷ ma đội lốt người đang tồn tại giữa đời. Rồi chúng nó phải ra tòa thôi, rồi chúng nó sẽ phải đền tội. Rồi chúng nó có hiểu được đâu bao nỗi đau, bao kiếp người đã nằm xuống. Rồi trước chu tòa vẫn cứng đầu luôn chối tội, cho rằng bị oan, mình bị oan và luôn đổ lỗi cho nhau. Sáng hèn rồi đây bận còng tay, sống bay quanh bốn bức tường giam. Kẻ tham hơn chôn dưới mộ sâu, có chi đâu, có chi đâu để ngàn đời tiếng xấu bêu. Tiền đã khiến lương tâm đổi thay như quỷ ma đội lốt người đang tồn tại giữa đời. Rồi chúng nó phải ra tòa thôi, rồi chúng nó sẽ phải đền tội. Rồi chúng nó có hiểu được đâu bao nỗi đau, bao kiếp người đã nằm xuống. Rồi trước chu tòa vẫn cứng đầu luôn chối tội, cho rằng bị oan, mình bị oan và luôn đổ lỗi cho nhau. Sáng hèn rồi đây vẫn còng tay, sống vây quanh bốn bức tường giam. Kẻ tham hơn chôn dưới mộ sâu, có chi đâu để ngàn đời tiếng xấu bêu tên. Sáng hèn rồi đây vẫn còng tay, sống vây quanh bốn bức tường giam. Kẻ tham hơn chôn dưới mộ sâu, có chi đâu để ngàn đời tiếng xấu bêu.